Rồi quý vị, tiếp theo là bonsai 1254, 6 cây sâm hương giá 300k, không có phí vận chuyển nha quý vị. 300k là không gồm phí vận chuyển nha. Đầu tiên cây số 1 nè, bằng tay tôi đây nha, tỷ lệ nó nha. Rồi cây số 2 nè, đó, cây nào nó cũng có đế chân nha. Rồi về vô nhôm chỉnh sửa lại chơi. Cây số 3 đây đó, cây nào cũng có tàn tròn tròn hết trơn nha quý vị. Rồi ba cây đó, cái tàn nó vậy đó. Cây thứ tư đây nè, tàn tròn ẩm luôn nha, đế có hết trơn nha quý vị. Cây thứ năm đây nè, dáng bye bye ra vậy đó nha. Cây thứ 6 nha. Rồi tổng cộng là 6 cây 300k, không có phí vận chuyển. Rồi vậy nha quý vị, xuống quý ơi.